kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những nội dung thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa dông ở khu vực Nam Bộ. Và vào chiều nay, mây ẩm phát triển mạnh ở dọc khu vực ven biển miền Tây như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cục bộ ở vùng Đồng Tháp và Rịa Vũng Tàu có nơi mưa nặng hạt và kèm theo dông sét. Dự báo là mưa ẩm sẽ được tiếp diễn ở Nam Bộ vào trong tối nay và có thể là quay trở lại vào chiều ngày mai 19 tháng 5 khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Mưa có thể xuất hiện trên một nửa diện tích khu vực và xuất hiện ở miền Tây trước và lan rộng lên dần khu vực miền Đông. Mưa to dễ dẫn đến kèm theo dông lốc và sấm sét, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho chúng ta khi di chuyển. Nếu quý vị đi xe máy qua cầu hay là các tuyến đường có nhiều tòa nhà cao tầng sẽ càng hút gió mạnh. Tốc độ gió giật mạnh trong cơn dông có thể lên tới cấp 7, cấp 8 và giật cấp 9 có thể khiến cho chao đảo xe máy của chúng ta, tay lái không vững, gây nên mất nguy hiểm. Vì vậy, nếu thấy cơn dông mạnh, quý vị hãy nhanh chóng dừng lại và tìm nơi tránh trú an toàn. Trước đó vào buổi sáng và trưa ngày mai thì trời vẫn nắng nóng và nóng trên diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh và một loạt các thành phố như là Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một xuống đến Cần Thơ, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Nhiệt vẫn khá là cao từ 35 cho đến 36 độ, chỉ ở một vài nơi ven biển nhiệt độ thấp hơn từ 32 đến 34 độ. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết biển. Ở trên biển thì dọc vùng biển từ Bình Thuận cho đến Kiên Giang gồm các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Chu, Phú Quốc và ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Và trái lại thì huyện đảo Hoàng Sa vào ngày mai thì gió khoảng cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.